Thần đồng tiên tri Ấn Độ tiết lộ rằng, người tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1978, sau 46 tuổi, nếu như nắm bắt được 3 cơ hội này, sẽ thay đổi cuộc đời, giàu sang phú quý hơn người, tiền tài như ý, tài lộc bủa vây, an nhàn hưởng phúc lớn cho đến cuối cuộc đời. Thưa quý anh chị tuổi Mậu Ngọ thân mến, sống trên đời giống như đang chèo thuyền ngược dòng nước, chỉ có không nghỉ ngơi mới có thể tới được bến bờ. Đúng vậy, con người phải cố gắng vượt qua trở ngại và có lập trường kiên định thì mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Sẽ có những giai đoạn trong cuộc đời mà bạn buộc phải đối mặt với khó khăn, đến mức muốn bỏ cuộc buông xuôi đường thực hiện mục tiêu của mình. Quả thực thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng, muốn nếm trái ngọt thì phải là người gieo hạt, kiên nhẫn, chăm sóc cây từng ngày và kiên trì đến tận cùng. Trong số 12 con giáp, thầy tử vi cảnh báo, những người tuổi Mậu Ngọ 1978, sau 46 tuổi, lâm vận xấu số mà dễ gặp phải liên tiếp những điều xui xẻo, tiểu nhân quấy phá, hao tiền tốn của, rước họa vào thân, nhiều khó khăn trong vận trình hung tinh chờ trực, chuẩn bị giáng xuống đầu con giáp này. Nhưng quý vị cũng đừng quá lo lắng quá, bởi số phận tuy có số định, nhưng cũng có những biến hóa. Có câu nhân hữu thiện nguyện, thiên tất hữu chi, nghĩa là con người có nguyện vọng lương thiện, tất sẽ được ông trời phù hộ. Và không để quý vị đợi lâu, ngay bây giờ Minh Đường Tử Vi sẽ gửi đến quý vị phần luận giải chi tiết tuổi Mậu Ngọ, vận trình sau 46 tuổi, nếu nắm bắt được 3 cơ hội vàng này, bản mệnh sẽ xoay chuyển vận mệnh của mình, tiền bạc kéo đến ầm ầm, cuộc sống hàng ngày dư giả tiền tiêu, trả sạch nợ nần, giàu sang hết phần thiên hạ mà mọi người chẳng hiểu vì sao. Vậy 3 cơ hội đó là gì? Tổng quan tuổi Mậu Ngọ, sinh năm 1976. Người sinh năm Ngựa, tính cách thường khá hướng ngoại, thích náo nhiệt, cũng rất thảo chuyện xã giao, mặt trái của họ có bản tính tò mò, hiếu kỳ, hay lo chuyện bao đồng, song cũng nhờ nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà người này được rất nhiều người yêu mến. Quý nhân chỉ lối dẫn đường, khiến vận thế sự nghiệp của người tuổi Mậu Ngọ khá tốt, dễ giành được thành công. Có điều, họ lại có một điểm thiếu sót lớn, đó là chỉ quan tâm và chú ý đến công việc mà thiếu sót trong việc chăm sóc gia đình. Người này có lòng đam mê công việc và có tham vọng khá lớn, tính tình lanh lợi hoạt bát, phản ứng nhanh nhạy lại luôn gần gũi, thân thiện với mọi người. Họ có nhân duyên khá tốt, người tuổi Mậu Ngọ là mẫu người đôi khi tự khen mình, song rất biết nhún nhường hy sinh vì người khác, họ lạc quan theo chủ nghĩa xê dịch, thích đi du lịch, khám phá nhiều nơi. Tuy nhiên, khi buồn bực, họ rất dễ bi quan xuống tinh thần. Con giáp này ngũ hành thuộc hỏa, dương khí quá vượng, khiến âm khí suy, dễ bị nóng trong bức bối khó chịu, nên tập cách giữ bình tĩnh, tâm tĩnh, an yên, tránh kích động, nên ăn nhiều thực phẩm bổ âm. Trong tình yêu, người tuổi Mậu Ngọ rất dễ rung động, nhanh chóng sa vào lưới tình, cũng nhanh chóng bứt ra khỏi vòng tròn tình ái. Nam giới tuổi này là những người mạnh mẽ, có chính kiến, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác, luôn hành động logic, sắp xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Nữ giới lại có phần mơ mộng hơn, song về cơ bản họ vẫn theo đuổi một tình yêu thực tế. Người sinh năm Mậu Ngọ có tấm lòng bao dung bác ái, khẳng khái nhiệt tình, phóng khoáng, rộng rãi. Họ có tố chất lãnh đạo, có tinh thần sáng tạo, tư duy rộng mở, song đôi lúc vẫn thiếu kiên trì, dễ bỏ cuộc giữa chừng. Đường tài lộc có lên, có xuống, thăng trầm bất định, nếu biết kịp thời nắm bắt thời cơ thì thành công sẽ nằm ngay trước mắt. Người cầm tinh con ngựa đa phần đều ưa tự do, không thích cuộc sống gò bó, áp lực, có tinh thần độc lập cao, thẳng thắn, cương trực. Chẳng thế mà người này thường được ví von là tính cách thẳng như ruột ngựa, là mẫu người lạc quan, dễ giành được sự tin tưởng của bạn bè và đồng nghiệp. Ưu điểm của người tuổi Mậu Ngọ là sự vui vẻ, lạc quan, lãng mạn, bay bổng, họ rất có tài ăn nói, cũng đề cao chính nghĩa, thường giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Tinh thần làm việc nghiêm túc, tích cực, rất ham học hỏi và có tinh thần cầu tiến, họ khá chủ động trong chuyện tình cảm, trò chuyện duyên dáng. Cũng có rất nhiều bạn bè khác giới ở khắp bốn phương, nói là làm rất giữ tín, khéo léo giữ mối quan hệ với mọi người, cũng rất thích chăm sóc người khác, đối đãi chân tình chẳng màng báo đáp. Người này có khả năng lĩnh hội cao, tố chất lãnh đạo nổi bật và khả năng diễn thuyết xuất sắc. Họ rất nhạy cảm và thông minh, người đối diện chưa cần nói, họ đã có thể đoán biết tư tưởng hành động tiếp theo. Óc sáng tạo phong phú, có tinh thần cầu tiến, không chịu thua cuộc, những việc đã quyết định thì sẽ làm được đến cùng. Có nhiều tài năng trong nhiều lĩnh vực, đầu óc lẫn chân tay đều linh hoạt, thích ăn diện đỏm dáng, coi trọng vẻ bề ngoài. Nhược điểm của con giáp này là tính tình nóng nảy, bộp chộp. Nam giới hay sa đà rượu chè, cờ bạc, họ độc lập nhưng không thích làm việc lặng lẽ một mình, mà khá phù phiếm, thích được mọi người xung quanh khen ngợi, cổ vũ, cá tính quá mảnh nên có khi cố chấp,
không chịu lắng nghe ý kiến của người khác, nhất là làm theo ý mình, không chịu gò bó theo quy tắc nào. Tình yêu chỉ là một phần cuộc sống của nam giới, nhưng lại là cả thế giới của nữ giới. Đặc biệt là người tuổi Mậu Ngọ nhóm máu O, ưa cuộc sống xa hoa tráng lệ, thích tham gia các buổi tiệc tùng sang trọng. Họ thích làm những người nổi bật giữa đám đông, song lòng kiên trì không lớn nên thường hay bỏ cuộc, không giỏi quản lý tài chính, thường chỉ biết kiếm tiền, chứ không biết giữ tiền, ưa sĩ diện hay khoe khoang phù phiếm. Nữ mạng, cuộc sống gia đình của nữ Mậu Ngọ thường rất tốt đẹp và yên ấm. Nữ Mậu Ngọ thường là những người thiên về cuộc sống giản dị và mộc mạc nên công danh hầu như không có. Trong công việc họ là những người rất có tài năng về mặt buôn bán và kinh doanh. Nếu phát triển sự nghiệp theo hướng này thì nữ Mậu Ngọ sẽ gặt hái được nhiều thành quả vượt ngoài sự trông đợi. Về công danh, sự nghiệp, nhanh nhẹn, hoạt bát là ưu điểm giúp những người tuổi Mậu Ngọ có được thành công trong sự nghiệp. Với con mắt quan sát tinh tường, họ dễ dàng nắm bắt được tình huống và tâm lý của những người đối diện. Dựa vào đó, họ sẽ tùy cơ ứng biến để đưa ra được phương pháp giải quyết hiệu quả nhất. Những người tuổi Mậu Ngọ có thể thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh mới, nên họ không ngại thay đổi công việc thường xuyên. Họ có thể chuyển từ dự án này sang dự án khác, họ không hề cảm thấy bối rối. Ngược lại, họ coi sự thay đổi là cơ hội để thử sức và khẳng định bản thân, cần trải qua nhiều khó khăn, bản lĩnh của họ càng được tôi luyện trở nên vững vàng, mạnh mẽ hơn. Những người tuổi này rất tự tin vào tài năng của bản thân nên thường xuyên đưa ra những quyết định mạo hiểm. Những công việc càng khó, càng kích thích sự hứng thú của họ. Người tuổi Mậu Ngọ có lý tưởng lớn lao, thích làm nên những thành công mang tầm vĩ mô, họ dám xông pha trong công việc để lập được nhiều thành tích nổi trội. Họ là người có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mỗi khi được cấp trên giao phó nhiệm vụ, họ sẽ lên kế hoạch chi tiết làm việc để có được kết quả hoàn hảo trong thời gian ngắn nhất. Sự nghiêm túc tuyệt đối chính là chìa khóa giúp họ có thể được năng suất làm việc hiệu quả. Một thế mạnh khác của người tuổi Mậu Ngọ chính là khả năng hoạt ngôn, tài giao tiếp uyển chuyển khéo léo. Những vị khách hàng khó tính nhất cũng sẽ bị thuyết phục bởi những tài ăn nói duyên dáng của họ. Những kiến thức khô khan cũng sẽ được họ truyền đạt một cách đơn giản và dễ hiểu. Các ngành nghề cần đến khả năng giao tiếp tốt như nhân viên bán hàng, bình luận viên, MC, giáo viên sẽ giúp họ phát huy được hết tiềm năng của bản thân. Trong mắt đồng nghiệp, những người tuổi Mậu Ngọ vừa tốt bụng, vừa cực kỳ ấm áp, họ luôn thể hiện thái độ hòa nhã, thân thiện với mọi người trong công ty, tính cách lạc quan, yêu đời của người tuổi Mậu Ngọ sẽ truyền cảm hứng làm việc cho những người cộng sự của họ. Họ nhiệt tình khi chia sẻ kinh nghiệm và sẵn sàng giúp đỡ mọi người vượt qua khó khăn. Chính vì thế, họ dễ dàng nhận được tin tưởng của đồng nghiệp, tâm trí của người tuổi Mậu Ngọ rất khó tập trung vào một vấn đề, bởi lẽ họ hay bị thu hút bởi những ý tưởng mới mẻ, độc đáo. Dù có đang thực hiện một dự án mới thì họ vẫn thích chuyển hướng sang mục tiêu mà họ cho là thú vị hơn. Sự thiếu kiên trì sẽ đưa họ đến sự thất bại nặng nề vì họ đề ra quá nhiều mục tiêu, nhưng chẳng bao giờ hoàn thành được bất cứ điều nào nên họ sẽ càng ngày càng cảm thấy lạc lõng, đánh mất chí hướng của bản thân. Cần phải khắc phục căn bệnh đứng núi này, trông núi nọ, càng sớm càng tốt, nếu không thì họ khó có thể tiến xa trên con đường sự nghiệp. Người tuổi Mậu Ngọ lạc quan quá mức lại dẫn đến chủ quan. Họ ngại việc phải lo lắng đến những vấn đề trong tương lai nên không lường trước được những nguy cơ sắp xảy đến. Tính cách này khiến cuộc đời họ phải trải qua nhiều thăng trầm, họ có thể thành công nhanh chóng nhưng cũng xuống dốc nhanh không kém vì những bất cẩn trong giây lát. Người tuổi Mậu Ngọ cần phải trang bị cho bản thân khả năng nhìn xa trông rộng để có thể tránh được các mối nguy hiểm đang rình rập. Về vấn đề tài vận, người tuổi Mậu Ngọ có khả năng kiếm tiền giỏi giang nên ít phải lo nghĩ tiền bạc. Tuy nhiên, họ vẫn có nguy cơ bị phá sản nếu không biết cách chi tiêu hợp lý. Những người này ưa lối sống, hưởng thụ, thích tiêu xài để thỏa mãn các nhu cầu của cá nhân. Họ cũng không tiếc tiền khi chi tiêu cho bạn bè và những người thân trong gia đình. Nam mạng tuổi hợp làm ăn. Mậu Ngọ nên chọn những người tuổi Đinh Mão, Đinh Tỵ, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Mão, Ất Sửu để hợp tác làm ăn. Đó là những đối tác làm ăn giúp Mậu Ngọ có thể phát triển được sự nghiệp của mình. Tuổi Đại Kỵ. Để công việc làm ăn, tình duyên diễn ra thuận lợi, suôn sẻ hơn thì người tuổi Mậu Ngọ nên tránh những tuổi xung khắc với mình, đó là những tuổi Quý Dậu và Tân Dậu. Nếu như đã kết hôn với những người tuổi Đại Kỵ thì bạn cũng không nên quá lo lắng bởi thực tế duyên do trời định, phận do người tạo, số phận và vận mệnh của mỗi người do chính thái độ của bản thân người đó quyết định. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, tiến hành công việc vào giờ lẻ, ngày chẵn, tháng lẻ sẽ mang lại nhiều may mắn, thuận lợi cho nam mạng tuổi Mậu Ngọ, dù có gặp bất kỳ khó khăn nào cũng sẽ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ. Nữ mạng tuổi hợp làm ăn.
Nữ tuổi Mậu Ngọ nếu hợp tác làm ăn buôn bán với những tuổi sau đây thì công việc sẽ rất thuận lợi, xuôi chèo mát mái, gặt hái được nhiều thành công, đó là các tuổi Kỷ Mùi, Quý Hợi và Ất Sửu. Tuổi Đại Kỵ trong làm ăn, buôn bán hay mở kinh doanh, nữ Mậu Ngọ không nên hợp tác làm ăn, cùng đầu tư với một số các tuổi sau, Tân Dậu và Quý Dậu. Do hai tuổi này xung khắc với Mậu Ngọ nên sẽ dẫn tới những rắc rối không được may mắn. Ngày giờ xuất hành hợp lý nhất, chọn được ngày giờ xuất hành phù hợp sẽ giúp cho Mậu Ngọ thêm thuận lợi hơn trong khi thực hiện những ý định của bản thân. Nếu Mậu Ngọ nên xuất hành vào thời điểm giờ chẵn, tháng chẵn và ngày chẵn thì sẽ rất may mắn. Tài lộc, kiếm được tiền là phát tài, phát lộc, song biết giữ tiền chi tiêu ít cũng là một dạng phát tài. Nhiều người tài lộc vượng tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng lại tiêu rất ít, cũng có người tài lộc vượng mà chẳng tiết kiệm được là bao, đó là vì mệnh họ chữ tài không hậu. Vận tài lộc lưu niên không được tốt, tiền kiếm được nhiều mà tiêu hết cũng nhanh. Người tuổi Mậu Ngọ khẳng khái, chính sự quảng giao và quan hệ xã hội tốt, chính vì vậy mà tài lộc cũng không tồi, cả đời sung túc, không lo cơm áo, bản tính lạc quan, yêu đời. Nhân duyên tốt lại không bao giờ so tính thiệt hơn, nên dù kiếm được tiền, nhưng người này không có suy nghĩ tiết kiệm, số tiền dành dụm được cũng không quá nhiều, một khi tiền bạc dư giả sẽ nghĩ ngay cách để ăn tiêu, nhiều khi hoang tàn vung tay quá chán. Đây là người yêu cầu rất cao về vật chất, thích những đồ xa xỉ, quần áo phải là hàng hiệu đắt tiền. Các hãng mỹ phẩm mỗi khi ra sản phẩm mới đều không thể thiếu mặt người này đến mua sắm. Chính vì thế mà thu không bằng bù nổi chi, khả năng quản lý tài chính gần như bằng không. Khi còn trẻ thường hay lãng phí tiền bạc, tới khi kết hôn thì dần dần mới nhận thức được tầm quan trọng của đồng tiền. Hậu vận kinh tế dần khấm khá, bản thân mệnh cách tuổi Mậu Ngọ đã có số vượng tài. Đặc biệt sau 46 tuổi sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ, bạn cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài Phật gia tăng, chỉ cần chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Muốn có hoạnh tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ việc gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt, có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Từ nay trở đi nên tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu chưa sắp xếp được thời gian, khi dồn công dồn sức cho một việc thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Mậu Ngọ nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí kẻo tiền mồ hôi, xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Có thời điểm tuổi Mậu Ngọ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người, quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi. Tình cảm, những người tuổi Mậu Ngọ có vẻ ngoài lịch lãm, sang trọng, dễ dàng thu hút sự chú ý của những người khác phái. Bên cạnh đó, phong thái tự tin và cách ăn nói duyên dáng của họ cũng sẽ khiến đối phương mê đắm ngay trong lần đầu gặp mặt. Vì những người tuổi này không ngại phô bày sự quyến rũ của bản thân nên tình ái lúc nào cũng tìm đến họ. Tuy nhiên, họ cũng không phải là tuýp người dễ dãi, dễ dàng thân mật với bất kỳ ai vì bản tính thích tìm đến cảm giác mới lạ. Người tuổi Mậu Ngọ sẽ thường xuyên thay đổi bản tính để thỏa mãn sự tò mò, tuy dễ rơi vào lưới tình. Nhưng họ cạn tình cũng rất nhanh, họ có thể tìm đến một mối quan hệ mới ngay sau khi vừa chia tay người cũ. Những người tuổi này thích người yêu được yêu thương, chiều chuộng hết mực. Bù lại, họ sẽ khiến đối phương cảm thấy hạnh phúc bằng những lời tán thưởng ngọt ngào. Đôi khi sự đòi hỏi quá mức của họ trong tình yêu sẽ khiến mối quan hệ của cả hai rạn nứt. Tuy là người đa tình, nhưng khi đã xác định tiến tới cuộc sống hôn nhân với một ai đó, họ sẽ tỏ ra chung thủy hết mực, họ sẽ hết lòng chăm lo cho mái ấm gia đình bằng lòng yêu thương vô bờ bến. Họ thường xuyên tạo ra bầu không khí vui tươi, ấm áp giữa các thành viên trong gia đình. Những cô gái tuổi Ngọ có ngoại hình cân đối, luôn nổi bật với nụ cười rạng rỡ và thần thái hoạt bát, dù luôn tỏ ra phóng khoáng nhưng họ lại tỏ ra khá dè dặt, kín đáo trong chuyện tình cảm, họ luôn mơ về một mối tình lãng mạn với người ý trung nhân hoàn hảo về mọi mặt. Một khi đã yêu, con gái tuổi Mậu Ngọ sẽ trở nên si mê cuồng nhiệt, họ sẵn sàng nguyện trao con tim cho đối phương mà không hề đắn đo, niềm khát khao được yêu thương luôn cháy trong nội tâm họ. Chính vì thế, họ luôn cần được người yêu cưng chiều, với nội tâm nhạy cảm, họ sẽ cảm thấy tủi thân chỉ vì đối phương không quan tâm đến họ kịp thời. Cuộc sống hôn nhân của những cô nàng tuổi Mậu Ngọ khá viên mãn, đầm ấm, họ là những người vợ đảm đang, hiền hậu, luôn dốc lòng chăm sóc cho chồng con. Tuy nhiên, tính ghen tuông của những bà vợ tuổi Mậu Ngọ
cũng không kém phần mãnh liệt so với tuổi Tỵ. Họ sẵn sàng chấm dứt mối quan hệ nếu phát hiện người bạn đời đã phản bội tấm lòng chung thủy của họ. Trong khi nữ giới tuổi Mậu Ngọ khá u mê trong tình yêu, thì nam giới tuổi Mậu Ngọ lại là người tỉnh táo khi yêu. Khi còn trẻ, họ không có ý định gắn bó với ai lâu dài. Chính vì thế, họ sẽ trải qua rất nhiều mối tình chóng vánh trước khi ổn định cuộc sống hôn nhân. Những trải nghiệm ái tình thời trẻ khiến họ càng trở nên phong trần, dễ dàng thấu hiểu được tâm tư của phụ nữ. Tuy thích được người khác theo đuổi, nhưng họ cũng không ngại cầm cưa những đối tượng mà họ cảm thấy hứng thú. Nam mạng, tuổi Mậu Ngọ là những trái tim giàu tình cảm, chân thành và thật thà. Khi yêu, họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình để đem lại niềm vui cho đối phương. Thế nhưng trong tình yêu, sự chân thành xuất phát từ một bên thì chưa đủ, nó cần phải có sự đồng điệu hòa quyện giữa hai tâm hồn. Tuổi Mậu Ngọ thường gặp phải sai lầm trong việc tìm kiếm, lựa chọn cho mình một người thích hợp. Bởi vậy, những đổ vỡ trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi. Tình đầu dù rất đẹp, rất lãng mạn, nhưng nó cũng sẽ trở thành ký ức đã qua. Mậu Ngọ sẽ nhanh chóng tìm kiếm được cho mình một mảnh ghép phù hợp, ăn ý và xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 2, tháng 3, tháng 9 âm lịch có phần kém may mắn về tình duyên, phải trải qua nhiều mối tình, họ mới có thể tìm kiếm một người bạn đời thật sự dành cho mình. Những người này cần phải biết lắng nghe, chia sẻ và nhường nhịn nhiều hơn nữa để xây dựng được một mối tình lâu dài trọn vẹn. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 4, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 11 âm lịch, khi yêu tình duyên của bạn thường gặp nhiều khó khăn, trắc trở, không được như ý. Nhưng sau khi kết hôn, tình duyên lại gặp được nhiều may mắn thuận lợi, vợ chồng hòa thuận, thủy chung và hết lòng yêu thương nhau. Tuổi Mậu Ngọ sinh tháng 1, tháng 5, tháng 12 âm lịch, có đường tình duyên vô cùng thuận lợi, sớm tìm được ý chung nhân của cuộc đời mình, đôi lứa yêu nhau say đắm hạnh phúc, không có bất cứ điều gì có thể tách rời. Nữ mạng dựa vào tháng sinh âm lịch của nữ tuổi Mậu Ngọ thì con đường tình duyên của họ được chia thành 3 trường hợp như sau. Sinh vào tháng 3, tháng 6 và tháng 10 âm lịch, nữ Mậu Ngọ tình duyên trải qua nhiều trắc trở gập ghềnh mới có được hạnh phúc. Cuộc sống sau kết hôn phải gặp nhiều vấn đề khó khăn, cuộc sống có đôi lúc buồn phiền. Tuy nhiên, nếu biết tin tưởng vào đối phương thì hạnh phúc sẽ tới, cuộc sống sau này sẽ được cải thiện. Sinh vào tháng 2, tháng 4, tháng 7, tháng 9, tháng 8 và tháng 11 âm lịch, nữ tuổi Mậu Ngọ sau kết hôn có thể vướng phải những chuyện thị phi, điều đó làm cho cuộc sống gia đình không thoải mái. Để giữ vững được hạnh phúc hôn nhân gia đình thì họ cần phải thận trọng hơn trong các mối quan hệ khác trong xã hội, tránh giao lưu với những người không đáng tin tưởng. Sinh vào tháng 1 và tháng 5, tháng 12 âm lịch, nữ tuổi Mậu Ngọ có một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc và đáng ngưỡng mộ. Sinh vào những tháng này, họ sẽ được hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên chồng và con cái. Sức khỏe, cung thọ tự chủ yếu liên quan đến tuổi thọ, bao gồm sức khỏe, bệnh tật, tai nạn. Đời người sợ nhất là gặp phải tai sát, tuế sát, cách khắc sát, dương nhẫn, hoa cái. Nếu bản mệnh vận khí không tốt mà gặp phải những họa hung sát này thì dễ thập tử nhất sinh. Rất nhiều người nổi tiếng bất ngờ qua đời cũng chính là vì gặp những họa trên. Vì thế, trong vận thế của một người, sức khỏe là điều không thể khống chế được nhất. Những thứ khác như sự nghiệp, tài lộc hay hôn nhân đều có thể phản hồi. Nhưng nếu sức khỏe không có, mạng cũng không còn, thì tiền nhiều đến đâu, quyền thế có lớn thế nào cũng vô tác dụng. Người tuổi Mậu Ngọ sức khỏe rất tốt, tuy nhiên lại thường mắc các vấn đề về gan. Gan đóng vai trò chủ đạo trong việc điều tiết âm dương nóng lạnh, điều tiết máu. Người mệnh này cũng hay bị ứ huyết, gan tàng hồn, ảnh hưởng đến tinh thần hay bị đau đầu, chóng mặt hay mắc các bệnh về thần kinh. Người tuổi Mậu Ngọ lại hay ghen ghét, đố kỵ mà nổi nóng, vì thế cần chú ý giữ tinh thần thoải mái, tự mình kiểm soát cảm xúc của bản thân để giữ gìn sức khỏe. Diễn biến tử vi từng năm tuổi, Mậu Ngọ năm 1978, sau 46 tuổi. Xem tử vi chọn đời từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi. Khoảng thời gian này làm gì cũng phải thận trọng, không nên quá tin tưởng người khác, nếu không sẽ bị lợi dụng thiệt hại về tài sản, đời sống tình cảm phong phú, vợ chồng son sát thủy chung yêu thương nhau. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi. Tài lộc dồi dào, sự nghiệp vững mạnh, ổn định, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Tuy nhiên, giai đoạn này cần có chế độ nghỉ ngơi hợp lý, quan tâm và chăm sóc đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi. Những khó khăn gian nan của tuổi trẻ đã qua đi, đây là khoảng thời gian nam mạng Mậu Ngọ có thể hưởng thành quả lao động của mình, gia đình có nhiều niềm vui, con cháu đông vui sum vầy. Vận mệnh người tuổi Mậu Ngọ với tháng sinh âm lịch, mặc dù cùng sinh vào tuổi Mậu Ngọ, thế nhưng nếu có kháng sinh khác nhau,
thì vận mệnh cũng sẽ khác nhau. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 1 âm lịch. Là một người năng nổ, nhanh nhẹn, cởi mở, vui vẻ, luôn nhận được sự yêu mến từ những người ở xung quanh. Hơn nữa, đời sống gặp được nhiều điều tốt lành, sự nghiệp suôn sẻ. Tuy nhiên, cần phải nắm bắt được thời cơ đúng lúc, còn không sẽ vụt qua mất. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 2 âm lịch. Đời sống luôn được bình an, nhàn hạ, tự do không bị ảnh hưởng xấu quá nhiều từ môi trường xung quanh. Nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, có thể là gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hoặc là một người lạ nào đó. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 3 âm lịch. Trong việc học hành luôn có được may mắn, tính tình chân thành, ngay thẳng, có tấm lòng yêu thương người, dù là ai gặp khó khăn cũng đều ra tay giúp đỡ không đòi hỏi lại. Càng lớn tuổi thì sự nghiệp càng phát triển tốt hơn, có tiếng tăm trong xã hội nhờ được sự kính trọng từ nhiều người. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 4 âm lịch. Tự lập từ lúc còn nhỏ, sự nghiệp cũng do chính bản thân gây dựng nên mà không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào khác cả. Do vậy, thời điểm ban đầu, công việc cũng gặp phải nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhờ vào sự bền bỉ, cố gắng kiên nhẫn, đầu óc thông thái nên mới giải quyết được vấn đề. Dần dần, công việc đi vào khuôn mẫu và ổn định, chính vì biết tự lập sớm nên công việc sẽ nằm ở mức ổn định, không quá mức phát triển. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 5 âm lịch. Có ý chí nhận được nhiều thành công, tình cảm và gia đình đều tốt đẹp, vợ chồng hòa hợp và yêu thương. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 6 âm lịch. Siêng năng chăm chỉ nhưng lại không được thành quả tốt nhất, do vậy cần phải có sự quyết tâm và nắm bắt đúng thời điểm. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 7 âm lịch. Mọi mặt đều giỏi, có khả năng ứng xử, giao tiếp, có nhiều mối quan hệ xã hội, sự nghiệp và tình cảm tốt, vật chất không quá mức dư. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 8 âm lịch. Cần phải tập tính cẩn thận, tính toán kỹ lưỡng, suy nghĩ chín chắn thì mới không thất bại, cuộc sống không thiếu thốn cũng không quá giàu có. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 9 âm lịch. Người có trí tuệ, tuy nhiên thiếu sự kiên trì và quyết tâm lại bị phân tâm bởi người khác, thế nên sự việc dễ dàng thay đổi, cuộc sống nằm ở mức độ trung bình đủ ăn, đủ mặc. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 10 âm lịch. Thời gian đầu gặp nhiều khó khăn, càng về sau này càng được tài khí và vận may, nên đời sống sung túc và cân bằng. Tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 11 âm lịch. Có được nhiều cơ hội trong đời sống, nhưng làm việc lớn không đặng, dễ bị tác động từ người khác nên công việc cũng hay thay đổi. Người tuổi Mậu Ngọ sinh vào tháng 12 âm lịch. Công việc gặp phải một số khó khăn, tình cảm không thuận lợi, nói chung cần phải kiên nhẫn và cố gắng nhiều hơn mới có chút cải thiện. Thông điệp may mắn dành riêng cho tuổi Mậu Ngọ sau 46 tuổi, đừng ép buộc điều gì, vận may sẽ tự nhiên đến, ai không muốn phú quý vinh hoa, ai mà không muốn may mắn đến với cuộc sống của mình, ai mà không muốn người khác thuận theo ý mình cơ chứ. Hầu hết mọi người trên thế giới không theo đuổi gì, ngoài danh tiếng và tiền tài trong cuộc sống của họ, đa phần chúng ta đều rất quan trọng đồng tiền để đạt được danh vọng và tiền tài. Nhiều người còn liều lĩnh sử dụng tất cả các phương pháp không chính đáng, trái pháp luật để đạt được mục đích của họ. Lời Phật dạy về danh lợi rất hay muốn gửi bạn đọc. Cái gì của mình thì mãi mãi là của mình, cái gì không phải của mình ép buộc cỡ nào cũng không lấy được. Đức Phật từng nói, thiện cao nhất như nước, nước tốt cho vạn vật mà không tranh. Nếu sự tốt đẹp của con người giống như nước, thì tốt biết mấy, nước là điều tốt nhất trên thế giới cung cấp chất dinh dưỡng cho vạn vật. Nước là vô tư, vô ngã, không sợ hãi, nó vì vạn vật, vì nhân loại mà lưu truyền không phân biệt ngày đêm, giúp cho sinh mệnh khỏe mạnh sinh trưởng. Bậc thánh nhân cũng như thế, họ không thích hơn thua, tranh giành nhau, họ lương thiện làm vì người mà không vì mình, lợi người chứ không phải người. Con người luôn có khát vọng theo đuổi danh lợi, nhưng không phải cái gì cũng theo đuổi được, nếu không phải là thứ thuộc về mình, thì dẫu có tranh giành đến mấy thì cũng không bền. Khi nào nó phải đến thì nó sẽ đến một cách tự nhiên, chúng ta chỉ cần sống có đạo đức, sống không hổ thẹn với bản thân và xã hội, thì may mắn sẽ tự nhiên đến. Đời người trong năm trôi qua vội vã, những gì bạn có rồi sẽ tan thành mây khói, chỉ khi bạn hiểu rõ mình thực sự nên theo đuổi điều gì, hạnh phúc và may mắn mới đến. Lòng người phải giống như nước, khéo lựa chọn chỗ khiêm nhường, nhiệt tình giúp đỡ không kiêu ngạo, tự cao, tự đại, cuộc sống cứ thế mà vui vẻ an nhiên tự tại. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về 3 cơ hội giúp tuổi Mậu Ngọ đổi đời giàu có hơn người sau năm 46 tuổi âm lịch. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.